Vàng da, sụt cân đi khám phát hiện căn bệnh ung thư hiếm gặp. Bệnh nhân có biểu hiện vàng da, sụt cân mới đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị ung thư hiếm gặp. Ông PVT, 62 tuổi, Thái Bình, đến khám bệnh tại khoa phẫu thuật gan mật, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng vàng da, gây sút cân. Sau khi thăm khám, ông được chẩn đoán tắc mật do ung thư bóng vây Ung thư bóng vây tơ là một loại khối u ác tính hiếm gặp của hệ thống tiêu hóa, hình thành trong bóng vây Đó là khu vực đoạn cuối cùng của ống mật và ống tụy đổ vào tá tràng tất cả các dịch tiết tụy và đường mật đi vào tá tràng thông qua bóng vector. Ung thư bóng vector là một loại ung thư tương đối hiếm, chiếm khoảng 0,2% trong tất cả các loại ung thư đường tiêu hóa và 6% khối u thuộc tá tụy. Các cơ quan nằm trong vùng lân cận trong vòng 2 cm của ống vector bao gồm tuyến tụy, ống mật chung ở xa, tá tràng và ống của vector, thường là biểu mô tuyến. Ung thư biểu mô tuyến được phân thành hai loại, loại ruột tiên lượng tốt hơn và tuyến tụy tiên lượng xấu hơn. Bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định mổ nội soi cắt khối tá tràng đầu tụy. Phẫu thuật cắt khối tá tụy do tơ bao gồm các bỏ đầu tụy, ống mật chủ, túi mật, tác ràng, qua đầu hỏng tràng, một phần của dạ dày, nạo vét hạch triệt để. Sau khi thực hiện các bỏ khối u cần lặp lại lưu thông đường tiêu hóa thông qua ba miệng núi, tụy ruột, mật ruột, dạ dày ruột. Đây là một phẫu thuật lớn, phức tạp, tỷ lệ biến chứng cao, vẫn còn là thách thức ngay cả khi mổ mở, đòi hỏi phẫu thuật viên chuyên khoa giàu kinh nghiệm, chỉ được thực hiện ở những cơ sở ngoại khoa hàng đầu. TS, bác sĩ Nguyễn Hải Nam, phó trưởng khoa PT gan mật, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, phẫu thuật cắt khối tá tụy bằng phương pháp mổ mỡ sẽ để lại đường sẹo rất dài cho người bệnh từ 20 đến 25 cm. Quá trình hồi phục sau mổ thường chậm và đau đớn cho người bệnh. Ưu điểm chính của phẫu thuật nội soi hoàn toàn là chỉ để lại 4 đến 6 sẹo từ 0.5 đến 1 cm trên bụng, gần như không đau. Thời gian hồi phục sau mổ sớm hơn và với sự hỗ trợ của máy nội soi, phẫu thuật viên có thể nhìn rõ các cấu trúc nằm sâu trong ổ bụng mà thông thường khó nhìn thấy được giúp quá trình cắt bỏ khối u được thuận lợi và triệt để hơn so với phẫu thuật mổ mỡ. Ông Tê bệnh nhân đầu tiên ra viện trong năm 2022 sau phẫu thuật cắt khối tá tràng đầu tụy bằng phương pháp nội soi hoàn toàn được thực hiện tại khoa phẫu thuật gan mật bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Hiện tại, Việt Nam cũng chỉ có một vài bệnh viện lớn có thể triển khai phẫu thuật này, do đây là một kỹ thuật rất khó, thời gian mổ kéo dài. Đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật viên có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm trong mổ nội soi và phẫu thuật gan mật tụy. Có thể nói đây là một trong những phẫu thuật khó nhất trong các phẫu thuật nội soi ổ bụng. Ekip phẫu thuật của khoa phẫu thuật gan mật, bệnh viện hữu nghị Việt Đức gồm bảy bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật các khối tá tụy nội soi với sự hỗ trợ phương tiện hiện đại như máy nội soi, máy cắt nối ruột, giao siêu âm một cách tỉ mỉ và cẩn thận trong vòng hơn 8 giờ, trong mổ gần như không chảy máu và tất cả các miệng nối đều được tiến hành qua nội soi. Sau mổ, diễn biến sức khỏe của ông T hoàn toàn ổn định, không có bất cứ biến chứng gì, bệnh nhân chỉ phải dùng thuốc giảm đau trong hai ngày đầu. Bệnh nhân được ra viện sau 9 ngày phẫu thuật. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.